các bạn nhìn thấy có ngon không? Đây là giò mà mình làm mới làm ngày hôm qua xong để cho chuyên môn làm bánh dày nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kẹp nó vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Đấy, nếu mà ngon thì vào bếp cùng mình nhá. Thì bánh dày ở đây thì có gồm có là bột nếp, bột tẻ, lá chuối, nước, dầu ăn và muối các bạn. Bây giờ mình bắt đầu làm nhé các bạn. Chỗ này mình có một gói bột là 400 gram. Các bạn nhìn cho kỹ này. Bột nếp nha. Mình sẽ dùng một tablespoon bột nếp nha các bạn. Không cần đầy lắm đâu nha. À, sorry, bột tẻ. Xin lỗi, mình bỏ bột tẻ, mình quên mình nói bột nếp. Với 2 tablespoon dầu ăn. 1 2 Và muối thì mình sẽ dùng là 1 teaspoon muối nha các bạn. Không cần đầy nhé các bạn nhé. Nước ấy thì mình hơi ấm ấm nha các bạn. 1 cup. Và 1/2 cup. Bây giờ mình sẽ trộn trộn đều lên nhé các bạn. Mình sẽ dùng bao tay mình trộn nó lên. Nhiều khi bột nó có bột mới và bột cũ nữa nha các bạn. Bột cũ thì có khi nó lại hút nhiều nước hơn một chút. Mà bột mới thì nó lại cần ít. Thế thành ra là mình cũng lại phải lựa lựa nữa. Lựa lựa cái tay nữa. Các bạn à, mình nghĩ là nên rửa cái tay cho nó sạch đi. Xong bắt đầu lau cái bàn này cho nó thật sạch. Sau đó các bạn nhồi nó. Ở đây thì nó sẽ tốt hơn nhé. Nó nhồi như vậy nó sẽ kỹ hơn. Các bạn nhồi cho đến khi nào mà các bạn thấy cái tay các bạn nó rất là dẻo rồi là được nhé. Bây giờ thì bột đã xong rồi nhé các bạn nhé. Các bạn coi này, nó như thế này này. Mình sẽ để nó vào đây ha. Lá chuối sau khi mua về thì các bạn hãy rửa cho thật sạch rồi lau khô đi nhé các bạn. Sau đó các bạn gấp nó lại như thế này thì các bạn cắt nó sẽ nhanh nha. Đó, các bạn sẽ cắt cho mình nó thành hình tròn nhá, cho nó thành hình tròn, hình tròn theo cái bánh. Đây, phần lá chuối mình đã chuẩn bị xong thì bắt đầu mình nặn bánh nha các bạn. Chuẩn bị cho mình một cái nồi hấp này nhá. Bây giờ mình đã nặn nó ra như thế này. Sau đó mình sẽ cắt mỗi thứ ra. Mình sẽ cắt làm hai trước. Sau đó rồi bắt đầu mình cắt làm bốn ha. Đó. Làm bốn. Sau đó bắt đầu mình cắt làm sao cho nó thành 10 16 cái nha các bạn. Thì bây giờ bắt đầu cắt tiếp tục này. Rồi bột mình đã cắt ra làm 16 miếng rồi nhé các bạn.
Thì bây giờ mình bắt đầu nặn ha. Các bạn nhớ đậy nó lại như thế này để cho nó khỏi bị khô. Các bạn vo nó tròn trước. Sau đó các bạn hơi dẹp dẹp nó ra. Các bạn dẹp vừa thôi nhé. Tại vì là chút xíu nữa nó còn chảy ra nữa. Không có dẹp quá là nó sẽ chảy ra nữa là nó sẽ bị to lắm. Rất là dễ nha các bạn. Đó, các bạn chỉ hơi một tí xong các bạn dẹp nó ra là được rồi. Này. Trong lúc mà mình nặn bánh ấy các bạn, thì mình cũng để một nồi nước sẵn nha các bạn. Để sẵn dùng nồi nước cho nó sôi. Các bạn thấy không? Mình nặn nó chỉ thế này thôi là vừa. Mình nghĩ là nó bằng hai ngón tay. Mình đã nặn được một mớ rồi nhé các bạn. Thì cái chỗ còn lại là mình đậy nó lại để cho nó khỏi bị khô ha. Bây giờ mình bỏ vào mình hấp trước nha các bạn nhé. Bây giờ nước đã sôi mình cho bánh vào rồi nhé các bạn. Các bạn nhớ để cho nó cách xa nhau ra một tí. Để mẹ check cái này nó ok. Bây giờ mình đã bỏ vào rồi thì các bạn ơi, mình sẽ dùng giấy nhá. Mình dùng giấy để mình đậy nó vào đây. Các bạn nhớ là đừng để cho giấy nó đụng vào cái bánh nha. Các bạn để làm sao đừng cho để cho giấy nó đụng vào bánh. Đó. Các bạn đậy lại như này. Mình nghĩ là đừng nên đậy bằng cái khăn vì cái khăn nó cũng không thấm nước bằng giấy nha. Thì bây giờ mình sẽ đậy nó lại. Đó. Các bạn để lửa nhớ là phải sôi nhỏ liu riu thôi nhé. Chứ nếu mà sôi lớn quá là nó sẽ lên rất là nhiều hơi. Thì nó sẽ giọt xuống là bánh sẽ bị rỗ không đẹp đâu nhé các bạn. 8 tới 10 phút nha. Ở cái độ lửa sôi thật nhỏ thôi. Bây giờ thì mình kiểm tra bánh nha các bạn. Bánh ngon quá. Đó. Chín rồi nhé các bạn. Các bạn ơi, bánh dày thì bây giờ mình đã làm xong nhé các bạn. Thì sau khi làm xong rồi ấy, mà các bạn muốn cho nó cái màu lá chuối nó đẹp ấy, các bạn lại cắt một cái lá chuối khác, sau đó các bạn chét dầu lên và các bạn đổi thì nó sẽ ra màu lá nó sẽ xanh và đẹp như thế này nhé các bạn nhé. Đó. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Nếu mà ngon thì hãy vào bếp làm cho gia đình mình thưởng thức nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn các bạn ở những video kế tiếp. Các bạn đừng quên nhấn nút like, share and subscribe cho mình nhé. Cảm ơn. Các bạn nhìn thấy có ngon không? Đây là giò mà mình làm mới làm ngày hôm qua xong để cho chuyên môn làm bánh dày nhé các bạn. Thì bây giờ mình sẽ kẹp nó vào đây. Đó, các bạn nhìn thấy ngon không? Nếu mà ngon thì vào bếp cùng mình nhé.